Hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị đang có mặt trên kênh YouTube nha. Hôm nay Trường Anh lại về tiếp tục theo một mẫu Toyota Corolla Altis anh chị nha. Form mới rồi, form mới hết toàn bộ rồi. Hai cụm đèn nè, hai cụm đèn nguyên bản của nhà sản xuất luôn. Đèn bông nha, đời 2002 thôi. Máy 1.8 bản G anh chị nha. Một mẫu xe khá là thương hiệu của hãng Toyota. Toyota Corolla, hai chữ Corolla Altis nè. Quất sâu vào đôi môi bé nhỏ của em nó luôn. 62 nha anh chị nha. Long An 09464. Anh chị có hai cụm đèn là mới chưa? Hai cụm đèn là không một dấu hiệu trời xước. Sơn si thì rất là đẹp. Bằng cho em nó một cái bộ áo màu nho. Màu nho anh chị nha. Màu nho là mò nhau. Màu nho rất là dễ thương. Corolla mò nhau. Đây anh chị, phong dáng của em ở đây nè. Đồng sơn sơn si không một vết trời luôn. Hai cụm đèn nè anh chị nè. Hai cụm đèn mới chưa? Hai cụm đèn tròn nè. Đèn mắt liếc nè. Mới ken xà beng luôn. Biểu tượng của Toyota. Máy 1.8. Dòng này mức độ tiêu hao nhiên liệu cho cô chú anh chị nó nằm đâu đó tầm 8 lít nha. Hai cụm đèn đèn mới chưa? Mới nguyên bản tôn. Tôn mỏng cực kỳ, biểu tượng của Toyota. Xe chất nội luôn. Form dáng đồng sơn đẹp không lỗi, xe không lỗi nha cô chú anh chị. Một mẫu xe che nắng che mưa về chở gia đình đi chơi 5 chỗ rất là ok. Toyota Corolla. Xong rồi đến Toyota Corolla Altis là form. Form đời sau này, form mới rồi nha cô chú anh chị nha. Vỏ nè, vỏ tương đối là khá mới nè, 80% nè. Mâm đúc nguyên bản của nhà sản xuất. Dòng máy 1.8 thì sẽ có cái gì ạ? ABS, con này mâm 14 nha. ABS chống bo cứng phanh. Đây phần gầm nè. Màu sắc nguyên bản của nhà sản xuất luôn nha. Không có dấu hiệu là đổi màu sơn đâu. Form dáng đẹp chưa? Đẹp cực kỳ luôn. Bốn kính cửa đẹp lắm. Ron nè. Biểu tượng kính sau của Toyota nè. Đẹp như nhau rồi. Ron rim nguyên bản của kính chắn gió phía sau nha. Không một dấu hiệu là ngày giờ thay thế. Đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Và đúng rồi. Giờ đây cô chú anh chị cũng không cần xe tiền tỷ nữa đâu. Nhố 200 một tí xíu sở hữu ngay mẫu Toyota Corolla Altis rồi. Đẹp như nhau nhá. Anh chị phải vỏ nè. Vỏ chạy cực kỳ là đều. 80%. Mâm đúc nguyên bản. Dòng này sẽ trang bị là 4 thắng đĩa anh chị nha. 4 thắng đĩa ABS luôn. Phần gầm thì sao ạ? Gầm nè. Ok chưa? Gầm mới tinh nè. Không có dấu hiệu là mục mọt. Anh chị trải nghiệm phần nội thất cùng với Trường Anh nhé. Đây anh chị, chúng ta đập qua phần tắp bi. Phần tắp bi cửa là rin nồi theo nguyên bản của nhà sản xuất. Biểu tượng Toyota da nguyên bản nha anh chị nha. Những cái vân gai nè. Không một dấu hiệu là phai mờ luôn. Keo chỉ thì sao ạ? Đẹp như nhau, bốn cánh nè. Đèn nè. Kết hợp đèn báo cửa đầy đủ tính năng nè. Trên một chiếc xe rồi. Tắp lô tắp bi nè. Dòng này người ta không có chạy dịch vụ cho nên cô chú anh chị có thể yên tâm. Và cô chú anh chị phân biệt cho Trường Anh. Dòng này Toyota Corolla Altis nó có hai phiên bản. Máy như là 1.6 và 1.3 và 1.8 nha. Con này máy 1.8 ăn đủ luôn mẫu xe gia đình. Côn số nguyên bản của nhà sản xuất nè. Không một dấu hiệu là thay thế nè anh chị. Trang bị xem nó màn hình cam da. Trang bị cùng điều hòa rất là thông minh. Vô lăng đi đôi của vô lăng nó là vô lăng 4 chấu nè. Vô lăng 4 chấu có trang bị túi khí, không có dấu hiệu là bung nổ. Đây anh chị là khay để đồ nè. Đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Đây là phần ghế da nguyên bản của nhà sản xuất nè. Ghế da cực kỳ xịn. Tay gối nỉ non chùm chùm. Đây anh chị nè. Anh chị thấy da không? Da nè. Da xịn nguyên bản của nhà sản xuất nhá. Đây nè. Qua thời gian 5 tháng nè, đẹp chưa? Đó, chất da rin nguyên bản luôn. Phần bề ghế đẹp như nhau. Hai bên phần chốt cửa chất sơn rin vẫn còn, không dấu hiệu đâm va nhá. Nhiều xe và giờ đây nhiều sự lựa chọn đến với tay người sử dụng luôn. Đam mê mẫu này, alo cho em. Bên Trần Anh Tàng bán những mẫu xe chất không? Tắp bi cửa thì sao ạ? Bốn cánh đẹp và rất là liền lạc. Đây anh chị tắp bi nè. Mạc tem nguyên bản lóc khóa cho em an toàn. Keo chỉ nè. Bốn cánh cửa là đèn đóm nè. Đèn báo cửa đầy đủ tính năng nè. Những cái vân gai nè. Tay nắm nè, nguyên rin nhá. Đây anh chị nè. Ghế nè. Đẹp chưa? Đẹp như nhau. Ghế sau là nỉ non nguyên rin nhá. Đây nè. Đó, dòng Altis xịn thì sẽ có mẫu này. Có học thì tay, có khay đựng nước nhá. Đầy đủ tính năng rồi. Ok chưa? Ghế nội thất đẹp, rin cọp. Hai bên nè. Anh chị coi nỉ nè, phía sau ghế sau là ghế nỉ nè. Đẹp chưa? Đẹp như nhau. Phần tay gối phía sau là hai loa nguyên bản có nhà sản xuất luôn. Con này rim đét nguyên bản là trần nỉ anh chị nha. Mới tinh.
toàn mẫu xe chiến chưa? Xe cực đẹp cực chất luôn. Chúng ta nói về những sống gân của cửa không có dấu hiệu là móp méo, chức sân rim còn nha anh chị nha. Ok chưa? Tì tán chốt lục giác không có dấu hiệu thay thế nè. Đây là phần tắp bi cửa nè anh chị xem nè. Quá chuẩn. Chất đùi. Sơn si trên nóc thì sao ạ? Sạch sẽ vô cùng. Ron ron rim nguyên bản. Đăng kiểm tháng 4 năm 2021. Đây là kính chắn gió trước biểu tượng của Toyota luôn. Đẹp như nhau. Chuẩn chưa? Tắp bi nè. Bốn cánh chính điện. Lóc cửa mở cửa, lóc kính, tắp bi những vân gai đẹp như vậy. Anh chị nè, đèn đóm báo nè. Báo phần cốp sau là đầy đủ tính năng trên con xe, chất sơn rin nè. G xịn. G xịn thì sẽ có trang bị là gương chỉnh điện và đồng thời là vô lăng 4 chấu. Nguyên bản anh chị nhá, không độ chế. Đây là chỉnh hơi nè. Đôn ghế hạ ghế đó, mọi thứ tính năng đang hoạt động. Đầy đủ tính năng nè. Côn ga số không một dấu hiệu phai mờ đâu nè. Mới chưa? Đời 2002, 19 năm trôi qua mà còn đẹp cỡ này. Một mẫu xe gia đình mà. Trang bị đồng hồ nè. Máy móc nổ lắm, êm lắm. Cực kỳ là êm. Tắt đi nè. Tắt đi và đè lại. Đó, con này có trang bị là bóng khí nè. Bóng khí nè, ABS nè, báo cửa nè, báo bình nè, báo nhớt nè. Nè. Ok chưa? Đầy đủ tính năng nè. Có ABS anh chị nha, nhức nhẹ phát nổ máy rồi. Táp lô những cái vân gai nè, không một tí gọi là phai mờ nha anh chị nha. Xe đẹp lắm. Con này trang bị đầu đĩa nè. Kết nối Bluetooth nè, cửa gió nè. Chờ anh sẽ mở gió cho cô chú anh chị cùng trải nghiệm. Song kiến đang hoạt động nè, ưu tiên nè, đồng hồ báo giờ. Gió là anh chị mở nè. Mở một phát có lạnh rồi nha anh chị nha. Mọi thứ trước mặt, chân gương mặt song kiến. Đầy đủ tính năng chưa? Ok luôn, song kiến luôn. Đó, trang bị nè, khai học để đồ nè. Nguyên bản nguyên rim như thế này. Tẩu sạc thằng thuốc nè. Ok chưa? Tẩu sạc thuốc. Con số rin nguyên của nhà sản xuất. Táp lô, táp bi đẹp như nhau nè. Chuẩn lắm. Máy em ru. Máy lạnh có hai bên phần tự chủ đẹp như nhau nhé. Trên trần, tấm chống nắng đèn đóm trên trần mạc tem nguyên bản của sản xuất nè. Tấm chống nắng nguyên rim luôn nhé. Đây nè. Chuẩn nhờ, có gương soi nữa nè. Tay nắm trên trần ok. Trải nghiệm ngay phần máy cùng với Trần Anh. Trợ lực thì sao ạ? Trợ lực con Toyota Corolla Altis này cực kỳ đầm. 265.146 km rồi. Không tua đồng hồ. Bên Trần Anh không tua đồng hồ nha anh chị nha. Nè, kết hợp nè. G xịn sẽ có kết hợp với gương chỉnh điện nè. Gương chỉnh điện đang hoạt động hai bên nhé. Chuẩn lắm. Đèn đóm sáng được trời xanh. Chuẩn chưa? Mẫu xe cực đẹp luôn. Nội thất trước ghế da rin nguyên bản của nhà sản xuất nè. Trước ghế da rin sau nỉ anh chị nha. Cực đẹp. Bốn cánh cửa mở đèn báo hết toàn bộ. Đây nè. Anh chị hơi bốn cánh cửa không? Mở cửa là đèn báo hết toàn bộ nè. Mạc tem theo xe nguyên bản rin chưa? Hai bên không có dấu hiệu đâm va cứng đục nhá. Đam mê mẫu này alo cho em. Một mẫu xe hết tiền và phục vụ cho cô chú anh chị nha. Che nắng che mưa cực kỳ là tiện lợi luôn. Hai cục đèn halogen nguyên bản truyền thống của em nó là mới tinh. Mới cực kỳ là mới luôn nha cô chú anh chị. Quá đẹp, quá chất, quá chuẩn. Lấy về chạy ngay. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì. Ốp body, hai bên lường đầy đủ tính năng rồi. Chất chưa? Trang bị là cụm thắng ABS, 4 thắng ABS chống bó cứng phanh. Đây anh chị nè. Nắp capo nè. Đó, nắp capo nguyên bản nó mất cái nỉ cách nhiệt rồi nha. Trên nắp capo nè. Mất cái nỉ cách nhiệt rồi anh chị thấy không? Đây nè, cái này là cái keo nha. Mà cái này là cái silicone dán cái nỉ cách nhiệt không? Không ảnh hưởng nha. Không có đâm va cho nắp capo nè. Ok chưa? Hai bên phần trụ. Anh chị biết cái đường ống dẫn này là đường ống dẫn gì không? Đường ống dẫn dầu của ABS đây nè. Đây là cụm ABS nè. 1 2 3 4. 4 thắng ABS, 4 ống dẫn dầu anh chị nhá. Đây nè. Ống dẫn dầu nguyên bản dầu trợ lực nè. Dầu trợ lực nguyên rin hai bên lường không có dấu hiệu đâm va. Hai bên phần thân cột đẹp như nhau nè. Ốp chụp nguyên bản của
Atis nè anh chị. Con này 1, 2, 3, 4, 4 máy. Đây là của GFI. Đây là Boe. Bù cảm biến gió, đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Anh chị nè, đây là cảm. Anh chị, đây là cục cảm biến sườn, mát sườn, chúng ta gọi là mát sườn nha. Đầy đủ tính năng chưa? Hai bên hộp chỉ dẫn cầu trì nè. Rin đét nè. Chuẩn giờ trang bị bình khô nha. Cục máy nè. Cục máy từng những con tán không có dấu hiệu khui ra chỉnh ốc nè, anh chị coi nè. Đây nè. Tán nè. Không dấu hiệu khui ra chỉnh lại nhé. Máy chất lắm, dàn trước của em nó rin hết. Mạc tem nguyên bản cho xe, nước giải nhiệt đây. Dynamo sạc. Đèn cao su giá đỡ của thân máy, đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Nước xịt kiến nha, kế bên đây là nước xịt kiến. Máy êm ru. Anh chị test từng máy cho anh chị xem nè. Chắc chưa? Cực kỳ là chắc chắn nha. Và xe không có dấu hiệu độ hơi, không có một dấu tích độ hơi anh chị nha. Để cách nhiệt ở trong còn nguyên bản như thế này. Thông số nè, đây nè, 1794 rồi máy 1.8 anh chị nha. Color scheme nè, màu sắc, size số nè, size số kích thước về ngang về rộng nè. Model nè, model là thương hiệu nè. Dòng này thương hiệu đến từ Nhật Bản anh chị nha. Anh chị thấy chữ Japan không? Toyota Motor Cross Station gì? Japan là Nhật Bản anh chị nha. Trường anh cứ tưởng La Bàn không à. Ổ ga nè, đầy đủ tính năng chưa? Ok. Máy cực kỳ là êm luôn. Êm ru như vòng tay yêu thương của người tình gợi cảm anh chị nhá. Lấy về là chạy ngay thôi. Chuẩn chưa? Đẹp lắm. Đó, máy móc đại chất. Chạy êm ru. Đèn đóm đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Đam mê mẫu này alo cho em. Bốn cánh cửa là dán pin cách nhiệt hết toàn bộ rồi nha cô chú anh chị nha. Con này cũng có sơn lại. Cản trước cản sau có sơn lại như có tạt qua nước sơn. Nè, dòng này là coi còn chất sơn rin không? Trong bốn cánh cửa còn chất sơn rin nha. Đây nè, hai bên đây vẫn còn chất sơn rin nè. Đây là còn chất sơn rin nè. Đó đây nè, chất sơn rin còn nè. Cái màu sơn rin nhìn là biết liền anh chị nha. Nói chung cũng vẫn còn chất sơn rin. Sơn rin đâu đó còn được 60% thôi. Biểu tượng nè, biểu tượng của Toyota Atis nè. Đầy đủ tính năng máy 1.8 bản G. Đây anh chị nè, máy 1.8 bản G anh chị nhá. Hai cụm đèn bông. Len keng xà beng. Trải nghiệm ngay luôn. Hai cục đèn bông sáng rực, màn hình cam dê đầy đủ tính năng trên con xe rồi, không thiếu bất cứ một khoản gì được đâu. Sơn si bóng không, nước sơn cực kỳ là bóng bẩy. Đây là chất sơn rin nè, chất sơn rin tôn nè, mỏng lắm. Keo chỉ thì sao ạ? Dòng này không có đâm va phía sau, hai bên là hai bên sống gân nè, đẹp như nhau. Đang xì con là đèn đóm nè, đèn đóm ở trong nè. Chuẩn chưa? Phía trong nỉ non chập trùng luôn. Đây anh chị, 5 ôm đút nha. Con này là 5 ôm đút luôn. Nè, vỏ đồ Seco đầy đủ tính năng rồi. Không có dấu hiệu là bị móp méo hay là bị mục ngọt đâu. Đây anh chị xem nhé. Hai bên này. Hai bên đẹp như nhau rồi. Những sống gân nhựa phía sau rồi. Đó, xe chỉ có vậy thôi. Đam mê mẫu này alo. Mẫu này mấy cô chú anh chị nằm tầm 40 đến 35 đi rất là ok. Đổ lên nha. Chạy sướng lắm. Máy móc đồng sơn gầm bề chất lụi. Nổ êm ru. Đèn đóm đầy đủ tính năng. Đó, bà con cô bác thấy đèn gầm không? Đèn gầm mọi thứ tính năng nè. Hoạt động rất là ok, form dáng đẹp, thời thượng, thể thao, thời trang, cá tính, nhẹ nhàng, chan hòa trong cuộc sống. Anh chị trải nghiệm luôn phần gầm cùng với Trường Anh nhé.
con gầm anh chị. Gầm con 202 mà đẹp không? Anh chị thấy cái gầm không? Thì cái gầm con 202 đẹp không? Đây là thanh đài vàng nè. Đây là thanh đài ở dưới gầm nè. Thanh đài nở nhá. Mà đẹp cỡ này thẳng tưng nè, anh chị thấy có mục không? Có chỗ nào mục không? Đinh bấm nè. Đinh bấm hai bên lường nó còn nguyên viên như thế này nè. Đinh bấm nhựa dưới gầm nè. Đó nó nguyên bản như thế này. Chất chưa? Cái gầm thì khỏi phải suy nghĩ đi. Nha. Nha nha. Gầm chắc lắm. Anh chị coi nè. Đó dưới nè. Ok chưa? Đẹp như nhau nha. Đó. Ok không? Quá ok. Ly kiên xào yên. Đẹp lắm nha. Cực đẹp, cực chất, cực xinh đến với tay người sử dụng luôn. Ok. Chuẩn luôn. Một lần nữa Trường Anh xin kết thúc lại channel tại nơi này. Nhớ đăng ký kênh của Trường Anh Auto Xe và Like. Luôn cập nhật về nhiều xe mới nhất, đẹp nhất và phục vụ cho những cô chú anh chị yêu xe và đam mê xe cùng như khát vọng của Trường Anh vậy nha. Trường Anh cũng yêu xe và đam mê xe nha. Rồi riết riết làm nghề bán xe luôn. Ok chưa? Chất nụi. Một lần nữa Trường Anh xin kết thúc channel tại nơi này. Em see you and goodbye.